Hãng công nghệ Apple của Mỹ mới đây đã giải thích cặn kẽ về những khác biệt trong kết quả thử nghiệm tại Pháp và các nước khác về điện thoại iPhone 12 do hãng này sản xuất và cũng đồng thời phản đối kết luận của các cơ quan quản lý Pháp khi cho rằng iPhone 12 phát ra nhiều phóng xạ hơn mức cho phép, dẫn đến quyết định ngừng bán iPhone 12 tại thị trường này. Trong một bài viết đăng tải trên website chính thức của mình, Apple nêu rõ trong hơn 10 năm qua, các điện thoại iPhone đã được tích hợp các cảm biến cho phép thiết bị này điều chỉnh linh hoạt công suất truyền tải khi có hoặc không có người ở gần. Cụ thể, khi ở gần cơ thể người, điện thoại này sẽ giữ công suất truyền tải ở mức thấp. Trong trường hợp ngược lại, chẳng hạn như khi thiết bị này được đặt trên bàn, công suất truyền tải sẽ cao hơn một chút. Apple khẳng định, quy trình thử nghiệm do cơ quan quản lý tần số quốc gia Pháp tiến hành đã không tính đến đặc điểm nêu trên. Tuy nhiên, Apple cũng cho biết hãng sẽ tuân thủ yêu cầu của Pháp về mức độ bức xạ với việc tung ra phần mềm cập nhật cho iPhone 12. Theo đó, điện thoại iPhone 12 sẽ duy trì mức truyền tải năng lượng thấp ở mọi thời điểm. Theo Apple, iPhone 12 vẫn an toàn để sử dụng, ngay cả khi người dùng không cập nhật phần mềm.